Ôi Chào trời các con, ơi. chào các con đến với buổi học hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài toán số học phần 2. Hôm trước các bạn thi thử toán Timo, các bạn thấy đề thi thế nào? Tư duy cao không ạ? Thì nhưng mà không Đó. có. Đấy, cái bài này thì nó chưa nói lên nhiều điều, nhưng mà bắt đầu từ bài sau chúng ta phải nỗ lực hơn nhá. Và hàng tuần, cuối tuần thì sẽ gửi đề cho các bạn để các bạn luyện. Bao nhiêu bạn muốn ký cái điểm thi của mình trong cái kỳ tới sẽ được đạt kết quả tốt, comment thầy chữ con nào. Đúng rồi nhá, vậy thì chúng ta phải làm thôi, phải thực hành, phải luyện tập. Đấy. Cứ cuối tuần thầy sẽ gửi đề cho các con nhá. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ học cái chuyên đề tiếp theo là bài toán số học. Và phần 2. Nào, các bạn ở đây. Đây là gì thế? Trước chúng ta học dạng hai dạng đầu rồi. Đấy. Này chúng ta sẽ học cái dạng số 3 là bài toán về phép nhân và phép chia. Thì đây ta có là tính giá trị của 111 nhân 11 thì ta làm như nào? Thì đây là nhân với số có 3 chữ số thì thầy hướng dẫn nhé. Các bạn Các viết bạn viết vào trong vở cho thầy một lần rồi. chào Chào con. Ta có 111 này. Nhìn nào, nhìn 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 nhìn, tất cả nhìn đây đã. thôi. Mới nói đâu. Nhân với 111. Kẻ này. Nhìn thầy hướng dẫn nhá. Ta nhân từ phải qua trái này, 1 nhân 1 bằng 1 viết 1. 1 nhân 1 bằng 1 viết 1. 1 nhân 1 bằng 1 viết 1 được chưa ạ? Đấy là tích riêng thứ nhất. Là số này. Về tích riêng thứ hai ta lấy 1 này, 1 chục này, ta nhân thế này, 1 nhân 1 bằng 1, ta viết lùi vào một cột. Ta viết 1 này, 1 nhân 1 bằng 1 viết 1 này. 1 nhân 1 bằng 1 viết 1 này. Đến tích riêng thứ ba là số này, là 100 này, ta lại nhân 1 nhân 1 bằng 1, ta phải viết lùi vào một cột. 1 nhân 1 bằng 1 và 1 nhân 1 bằng 1. Sau đó kẻ cộng xuống 1 hạ 1 này, 1 thêm 1 bằng 2 viết 2, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3 viết 3, 1 cộng 1 bằng 2 viết 2, 1 hạ 1. Bao nhiêu bạn đã hiểu cái cách nhân này ạ? À? Kết quả bằng 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, đáp án A. Bao nhiêu bạn hiểu cái phần này, comment là chữ hiểu hoặc chữ hờ nào? Rõ chưa ạ? Gặp lại bài này mình có làm được không? Được. Mà được không? Bạn Được. nào hơi hơi hoặc chưa hiểu thì comment cho thầy chữ K nào. Các bạn bật cái camera mình lên, mình tắt camera thì không nhìn thấy các bạn học như nào đâu. Đồ đàm bật mic lên con. Con đang Nào bây giờ cho thầy hỏi nè. Bây giờ đây là nhân với số có 3 chữ số nha. Thì đầu tiên ta nhân từ phải qua trái, lấy số 1 này, 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 này bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, được 100 này, được chưa ạ? bích à? Xong ta lại lấy số 1 ở một chục này, ta lại lấy tích riêng thứ hai, 1 nhân 1 bằng 1, viết đây, lùi vào một cột. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, đây là cái dòng số 2, nhìn thấy không? Rồi ta lại lấy dòng số 3 này, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, ta viết đây. Xong kẻ cộng hết xuống, 1 hạ 1, 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3, 1 cộng 1 bằng 2, 1 hạ 1, thì hiểu chưa Đu Đam? Ủa? Dễ hiểu không? Ok, được rồi. Xong phần này nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu số... Nào, chúng Hai. đến với bài số 20. 111 nhân 11 nhân 101. Hãy
Bịt mẹ nhà mày. Gì? Mày làm chưa? Xong rồi, phải làm. Nào, tiếp theo nhé. Bài tiếp theo này. 111 nhân 11 rồi lại nhân với 101. Thế thì cách làm bài này chúng ta sẽ nhân như này. Ta thấy này, 111 nhân với 11. Thì ta lấy này, 1 nhân 1 bằng 1 này. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 thì bằng 1. Và tiếp tục chúng ta lại có 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1 và 1 nhân 1 bằng 1. Ta kể. Đây được 1. 1 cộng 1 bằng 2 viết 2. 1 cộng 1 bằng 2 viết 2. 1 thì viết này. Rõ chỗ này chưa? Rõ gật đầu với thầy. Tiếp tục ta lại lấy 1 2 2 1 nhân 101. À, thầy hướng dẫn cách này là cách nó dễ làm nhất. Thì ta lại lấy 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1, được chưa? Tiếp theo tích chữ thứ hai là 0. Thì thầy viết là 0 nhân 1 bằng 0. 0 nhân 2 bằng 0. 0 nhân 2 bằng 0 nữa, 0 nhân 1 bằng 0. Được chưa? Rồi lại đến 1, ta lại viết vừa một cột, 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 2 bằng 2, 1 nhân 2 bằng 2. Đây 1 nhân 2 bằng 2 đây. 1 nhân 2 bằng 2 đây, 1 nhân 1 bằng 1. Sau đó kể 1 hạ 1. 2 cộng 0 bằng 2. 2 cộng 0 cộng 1 bằng 3. 1 cộng 0 cộng 2 bằng 3. 0 cộng 2 thì bằng 2. Bằng 1. Vậy đáp án đây là kết quả bằng 123.321. Quên à. Dễ hiểu chưa ạ? Ba trong số các bạn đã hiểu cái phần này ạ. À? Comment cho thầy chữ hờ chữ hiểu nào, thầy gửi lên nhóm nhé. Rồi các bạn viết cái này vào nháp đi. À thôi rồi, tạm thời thế đã. Thầy gửi lên nhóm. Hiểu cách làm chưa ạ? À, để cho các bạn cái là đáp án. A 1 2 3 3 2 1. Được chưa? Mình sẽ làm một bài nhé nào, 112 nhân nhân 13 đi chẳng hạn. Nào bây giờ chúng ta thử nào, các bạn lấy nháp ra. Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút suy nghĩ và 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Nào xin mời các bạn comment. Nào những bạn sau đã có câu trả lời đúng. Bảo Uyên số 1, Nhật Hoàng số 2, Gia Bảo số 3, Đô Đam số 4, Bảo Anh số 5, Tường Vi số 6. Tùng Lâm comment thế nó thành thừa con ạ. À. Nha. Bách số 7, Huyền Ngân số 8, Đô Đam số 9, Hạnh Phúc số 10, Bảo Anh 11.
Minh Tân 12. Được rồi nha. Đức Anh, Hà My. Ok rồi, tốt rồi. Rồi. Cái phần này thầy không cần chữa nữa nha. Coi như là các bạn rõ phần đấy rồi, biết cái nhân chưa? Tiếp theo, chúng ta có bài 21 này. Ở đây có 2.400 chia 8 cộng 3.200 chia 4 cộng 1.000 cộng 4.000 chia cho 10. Vậy thì bài sẽ làm như thế nào? À đấy. Bài này sẽ làm như thế nào? Đây thì dễ thôi, đúng không? Con sẽ viết bằng này. 2.400 chia 8, 24 chia 8 bằng 3, 300. Cộng với 32 chia 3.200 chia 8, 32 chia cộng 3.200 chia 4, kết quả là bằng. Rồi thì viết lại này đi. Ta có là 2.400 chia 8 cộng 3.200 chia 4 rồi cộng 4.000 chia 10. Thì thầy viết là 2.300 chia cho 2.400 chia 8 bằng 300 cộng 3.200 chia 4, 32 chia 4 bằng 800 cộng 4.000 chia 10. Bốn nghìn chia 10, ta có 40 chia 10 thì bằng 4, kết quả bằng 400. Vậy bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1.500. Và đáp án A 1500. Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này? Comment cho thầy chữ hờ khi hiểu nào. Được rồi. Bài 22. Tìm giá trị của cái phần này nó sẽ bị khó hơn một chút. Nhưng thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm vì các bạn chưa được học chia cho số hai chữ số. Thế bây giờ có cái này hay đấy. Nào bây giờ như này nhá. Bây giờ bảo bật mic như nào. Ra bảo bật mic như nào. Để phương pháp học như này. Thế bây giờ ai đó ai gọi là bố của Bảo đưa cho Bảo hai cái kẹo, đúng không? Thế mình không thể ăn được hết ngay hai cái. Thì mình làm nào ạ? Mình ăn từng cái một, đúng không? Đúng không Bảo? Đúng rồi. Thế thì trong phần phép chia này cũng thế. Chúng ta chưa chia, ví dụ như là 192 chia cho 8 thì các bạn đã làm được rồi. Nhưng mà 192 chia 16 thì ta chưa làm được, đúng không? Vâng. Thì ta sẽ làm thế nào? Thì sẽ làm như sau. Ta sẽ chia nó cho 8 trước, xong lại chia tiếp cho 2, hiểu không? Để ta viết này. 192 chia cho 8 cộng 192 chia cho 16 rồi cộng 192 chia cho 32, đúng không? Thế chỗ này ta sẽ viết bằng gì? Chỗ này ta lấy 192 chia 8, 19 chia 8 bằng 1. Thầy viết này cho nó dễ đi. Nó sẽ là như này, 192 chia cho 8 đúng không? Ta sẽ có 19 chia 8 được 2, 2 nhân 8 bằng 16, 19 trừ 16 bằng 3, viết 3, 32, 32 chia 8 bằng 4, 4 nhân 8 32, 32 chia 3 bằng 0, kết quả bằng 24. Đầu tiên là bằng 24. Rồi cộng với 192 chia 16 thì thầy viết làm này nè. Ta sẽ viết là 192 chia cho 8 xong lại chia tiếp cho 2 thì chính là chia cho 16, hiểu không các con? Hiểu phần này gật đầu thầy nào? Đúng rồi. Rồi cộng tiếp 192 chia 32 thì thầy viết bằng 192
chia cho 8 xong lại chia tiếp cho 4, hiểu chỗ này chưa? Hiểu comment cho thầy chữ hờ nào. Đúng rồi. Thế kết quả đây nó bằng gì? Bằng 24 cộng với 192 chia cho 8 thì lại bằng 24 tiếp, rồi chia cho 2 như thế này. Rồi cộng 192 chia 8 lại cộng tiếp 24 chia 4. Và bằng bao nhiêu? À, ở đây nó bằng gì ạ? À? Bằng 24 cộng với 24 chia 2 bằng 12, cộng 24 chia 4 thì bằng 6. Thì kết quả bao nhiêu ạ? À? 24 cộng 6 30, 30 cộng 12 kết quả bằng 42. Và đáp án D 42. Bao nhiêu bạn đã hiểu? Con Hiểu phần này chưa các con? Các bạn thấy dễ hiểu chưa ạ? Đó nhé. Rồi, tiếp tục. Bài 23. Bây giờ ta có là 115 chia 17 cộng 128 chia 17 cộng trừ 90 chia 17. À, nó cùng chia cho 17. Thì bài này chúng ta sẽ làm như nào? Ta có 115 chia cho 17 cộng với 128 chia cho 17 rồi cộng trừ đi 90 chia cho 17. Tức là tất cả chỗ này nó chia cho 17 đúng không? Ta sẽ viết bằng gì? Bằng mở ngoặc, ta lấy 115 cộng với 128 rồi trừ đi 90, đóng ngoặc lại. Rồi chia cho 17. Thì bằng bao nhiêu ạ? 115 cộng 128. Nào, ta lập cho nhé. 115 cộng 128, 8 cộng 5, 5 cộng 8 bằng 3, viết 3, nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 2 thêm 2 bằng 4, viết 4, 1 cộng 1 bằng 2, viết 2, 243, trừ đi 90, 3 trừ 0 bằng 3, viết 3, 14 trừ 9 thì bằng 5. Viết 5 nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1 viết 1. Kết quả 153 chia 17. 153 chia 17. Cái phần này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế thì cách nhẩm này ta thấy là 17 mà nhân 10 thì nó bằng 170. Hiểu không ạ? À, 153 chia cho 17, ta viết là 153 chia 17 thì ta nhẩm nó được khoảng 9 lần. Viết 9 này, 9 nhân 7 63, viết 3 nhớ 6. 9 nhân 1 bằng 9, thêm 6 là 15, viết 15 thế này. Vậy ta có 153 trừ 153 bằng 0. Cái kết quả đây, 153 chia 17 bằng 9. Đáp án B. Cho thầy hỏi bao nhiêu bạn đã hiểu phần này ạ? À? Hiểu comment cho thầy chữ hờ chứ hiểu. Dễ hiểu không ạ? Tiếp tục, chúng ta đến với bài 124. Ta phải có là cùng chia cho 6, 132 chia 6 cộng 234 chia 6 cộng 384 chia 6. Cái phần này các bạn suy nghĩ để chúng ta làm. Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút để suy nghĩ làm bài này và 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Tính nè, thầy cho các bạn tính nha. Nào các bạn làm đi ạ, làm đi, làm đi.
Nào, xin mời các bạn comment cho thầy. Comment. Để đọc những bạn sau đã có câu trả lời đúng. Nhật Hoàng số 1, Gia Bảo số 2, Tùng Lâm số 3, Khánh Hào số 4, Bách số 5, Minh Tân, Bảo Hân số 6. Bảo Hân số 6. Minh Tân số 7, Tường Vi số 8, Huyền Ngân số 9, Hà My số 10, Khánh Chi 11, Hạnh Phúc 12, Bảo Uyên 13, Bảo Anh 14, Ngọc Anh 15, Đức Anh 16. Ok. Đúng rồi. Đáp án B 125. Rõ chỗ này chứ các con? Cách làm nhé. Cách làm này, bây giờ ta thấy là 132 chia 6 cộng 234 chia 6 cộng 348, 384 chia 6 thì ta nhóm 123 cộng 234 cộng 384 tất cả chia 6 bằng 750 chia 6 bằng 125. Rõ chỗ này chứ các con ạ? À? Bao nhiêu bạn đã rõ hay là rất rõ phần này, comment cho thầy rất rõ nào. Nào, bài 25. Cũng lại một cái bài chia như này. Ta có tính giá trị của 1.000 chia 2 cộng 1.000 chia 10 cộng 1.000 chia 100. Nào, các bạn sẽ suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. Đô Đam đã hiểu chưa? Đô Đam bật mic cho thầy xem nào. Đô Đam ơi. Con Đô Đam bật mic cho thầy hỗ trợ nào. Ta Con chưa hiểu phần nào à? con chưa hiểu cái bài hai mươi mấy đấy. Bài 24 Con nè. vâng Thế bây giờ nó có 132 chia 6 cộng 234 chia 6 cộng 384 chia 6. Tức là tất cả nó cùng chia cho 6 đúng không? rồi. Thế bây giờ thầy sẽ nhóm vào một nhóm thôi. Nhóm vào một nhóm này. Rồi tất cả chia cho 6 được không? Được. Thế sau đó thì ta cộng nó vào. Được 750 chia 6. Thì bây giờ chia cho số có
chia số có 3 chữ số, cho số có 1 chữ số thì mình học rồi đúng không? Đúng rồi ạ. À thế bây giờ con đã thấy dễ hiểu chưa? Rồi ạ. À ok nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài này, con làm được không? À các bạn làm phần này, xin mời các bạn comment. Comment nhanh thế. Được rồi. Những bạn sau đó có câu trả lời đúng. Bạn Hoàng Bách số 1, Đức Anh số 2, Gia Bảo số 3, Hà My số 4, Tường Vi số 5, Tùng Lâm, Bảo Anh số 6, Hoàng Huyền Ngân số 7, Khánh Hào số 8, Đô Đam số 9, Minh Quân số 10, Đức Anh 11, Tường Vi 12, Ngọc Anh 13, Công Đạt 14, Khánh Chi 15, Minh Tân 16, Tùng Lâm 17, Bảo Hân 18, Thảo Nhi 19. Con tưởng nhận vào comment trước con mà thầy. À, bạn ấy comment tít ở trên à? Ok rồi, Nhật Hoàng. Ok được rồi, Nhật Hoàng comment trước. À, comment đầu tiên. Nào đây, chỗ này chúng ta sẽ viết bằng gì? Ta sẽ có bằng gì ạ? 1.000 chia 2 bằng 500. Cộng với 1.000 chia 10 bằng 100. Cộng với 1.000 chia 100 bằng 10. Và kết quả bằng 610. Đáp án C. 610. Dễ hiểu không ạ? Bao nhiêu số các bạn thấy rõ phần này ạ? Comment cho thầy chữ rất rõ ạ. Nào. Bài 26 nha, tương tự bài 26, nói chung dễ thôi, phần này rất dễ. Các bạn làm đi, 360 chia 2 cộng 360 chia 3 cộng 360 chia 5. Nào các bạn suy nghĩ, thời gian suy nghĩ là 1 phút. Từ đã, nghĩ đã, xong thì làm sao? Tuần dịch nào, xin mời các bạn comment. Comment. Nào bài này nhá. Chúng ta thấy 360 chia 2 thì ta viết 36 chia 2 bằng 18, 180.
cộng 360 chia 2, chia 2 bằng 100, chia 3 bằng 120. Rồi cộng với 360 chia 5, 36 chia 5 được 1, được 7. 7 nhân 5 35, 72. 120 cộng 72, 180 cộng 120 bằng 300, 300 cộng 72 bằng 1 bằng 372. Đáp án C 372. Hiểu phần này chưa ạ? Bao nhiêu bạn đã rõ? Comment này rõ chữ R. Ok được rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ giải lao một chút. Bây giờ là 8 giờ 34. Các bạn đi uống nước, đi vệ sinh. 8 giờ 37 chúng ta sẽ quay trở lại nha. Rồi, chị chỉ có cái nút rồi. Học bài. Không. Hoàng ơi. Dè. Vào phần chat. Ok rồi, xin mời các bạn chúng ta quay trở lại nào. Đây điểm danh nhé. Bảo Anh. Có ạ. Đức Anh. Có ạ. Bảo Nhi, Có ạ. Khánh Hào, Huyền Ngân, Có ạ. Đô Đam, Có Công Đạt, có Gia Bảo, có Bình Như, Hoàng Bách, có Nhật Hoàng, có Hạnh Phúc, Khánh Chi, có Hà My, Bảo Uyên, có Minh Thiện.
Quốc triều. Ừ. Quốc triều có chưa? Bảy Tùng Lâm. có Bảo Ngọc. Sĩ Sơn có không ạ? có nào, tiếp tục nào. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm bài tập số 4, một số dạng toán khác nha. Tìm giá trị của K để được phép tính đúng. 1 cộng 3 cộng 9 cộng 27 cộng vân vân cộng 729 bằng K. Nào các bạn suy nghĩ để làm cho thầy bài này. 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Ok, nào phần này nhá, cách làm như sau. Thì phần này ta sẽ viết này. Ở đây 1 cộng 3 cộng 9 tức là số liền sau thì nó gấp 3 lần số liền trước cộng 27. Số tiếp theo là số bao nhiêu? Comment cho thầy nào. À đúng rồi. Số tiếp theo sẽ là 81. Số tiếp theo là 243 cộng với 729. Đó. Thế tính là thực hiện cộng rồi thôi. Ta có thể ghép như này. 1 cộng 9 thì bằng 10. 3 cộng 27 thì bằng 30. 81 ta ghép với 729. Nào viết đây. Chỗ này sẽ có bằng 1 cộng 9 rồi cộng với 3 cộng 27 rồi cộng với 81 cộng với 729 rồi cộng với 243. Kết quả bằng 10 cộng 30 8 cộng 2 là 10 810 cộng với 243. Kết quả bao nhiêu ạ? 10 cộng 30 cộng 40, 40 cộng 10 là 810 là 850, 850 cộng 243. 5 cộng 4 bằng 9. Kết quả bằng 1093. Và đáp án B
1093. Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này ạ? Comment cho thầy chữ hờ chữ hiểu. Bảo Uyên chưa hiểu à con? Bảo Uyên bật mic nha con. Con vừa rồi ạ. À, hiểu rồi gì? Ờ nha. Đức Anh chưa hiểu à con? Con muốn mic rồi thế ơi. Ấy con chưa hiểu chỗ nào? Đây đầu tiên là một viết lại cái phần phép tính thôi, 1 cộng 3 cộng 9 cộng 27 cộng 81 cộng 243 cộng 729, hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi tiếp nữa là gì ạ? À, ta ghép đây thì không có cần cộng lần lượt cũng được, ở đây thì ghép 1 với 9, 3 với 27 để cho nó thành số tròn trục thôi. Uyên hiểu chưa con? Rồi ạ, em cảm ơn thầy. Ok được rồi. Nào bài này hay đây. Bài này làm bài này cũng giống bài trên nhưng mà ta sẽ ra làm như nào. À bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ để làm bài toán này cho thầy nhé. Các bạn sẽ có thời gian là 1 phút. À, cho 2 phút để 2 phút suy nghĩ bắt đầu. Ok. Nào xin mời các bạn comment. Ở đây, chúng ta có nhiều cách để chúng ta làm nhé. Thì chúng ta cùng phân tích này. À, bài toán này này nhá, phân tích gợi ý. Ta gọi là tổng của các số hạng. Trong đó số hạng sau thì gấp 2 lần số hạng trước. Đúng không? Hiểu cái này không ạ? Hiểu gần đầu thầy. Thế để làm bài này ấy, thì chúng ta có phương pháp này này để dạy cho các bạn nhé. Cách một này, cách một thì mình sẽ làm gì ạ? Đầu tiên sẽ có là SC bằng 3 cộng 6 cộng 12 cộng 24
cứ viết hết ra. Rồi thầy nhờ bạn này, bạn viết cho. Đây các bạn nhìn nhá. Thầy nhờ bạn trợ lý bạn viết. Nào, hãy viết lại đầy đủ cái bài toán này, các cái số theo quy luật. Nó gồm có gì ạ? Đúng, chưa đúng. À, tiếp tiếp nè, S bằng 3 cộng 6 cộng 12 cộng 24 cộng 72 cộng vân vân vân. Viết tiếp, viết tiếp nhé. Đấy, cho nó viết tiếp đi. Nhưng mà số 72 đến đâu ấy thầy? À xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, hai nhân hai, xin lỗi xin lỗi, bằng 28. Hãy viết tiếp, cộng 28 là cộng 4, 48 nha. Rồi hãy viết tiếp. Đây. Được chưa? Thì đây là cái dãy mà nó đã viết đầy đủ cho chúng ta. Thế bây giờ ta cứ, nếu bạn nào không biết làm gì thì thôi mình cứ lấy ra mình cộng từng tí này có được không? Được không các con? Được không ạ? Bao nhiêu bạn đã hiểu cái phần này? Hiểu phần này gật đầu với thầy nào? Đó nhé. Thì đấy là cái sao hỏi nó xem kết quả bao nhiêu. Vậy kết quả bằng bao nhiêu? À, 6.141. Nhìn thấy không? Bao nhiêu bạn đã hiểu cái này? Thầy viết là đây là kết quả bằng 6.141 nhá. Chỗ này bằng Thế cộng 6.100. dần là thầy. Hả? Cộng dần dần là không có phương pháp vào thầy. À thầy đang hỏi đây. Như vậy mình đã hiểu là nếu mà cứ cộng vào thì bằng 6.141 có được không? Vẫn được nhưng mà thấy leo thầy. À, nhưng mà thấy lâu đúng không? Thầy muốn chỉ cho các bạn là nếu cứ lần lượt làm thì vẫn ra. Nhưng sẽ lâu đây, thầy đã nhờ trợ lý chat GPT đã làm cho chúng ta đây rồi. Nhưng mà làm này thì rất lâu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có cái cách nào để chúng ta làm cái bài toán mà nó có cái tổng ấy mà số ra sau gấp 2 lần số trước ấy dễ dàng, thì cách làm như sau. Nào, cách 2, cách 2 nhá. Cách 2 là làm sao ạ? Cách 2 rất nhanh.
Có muốn thầy chỉ cho không ạ? Bao nhiêu bạn thực sự muốn thầy chỉ cho thì comment thầy con muốn. Cách 2 nhé. Với những cái bài toán mà nó gấp 2 lần này này. Thầy bôi màu vàng cho các bạn này, gấp 2 lần này nhá. Thì chúng ta làm như này này. S sẽ bằng, ta lấy số cuối nhân 2. S sẽ bằng lấy số cuối nhân 2 rồi trừ đi số đầu. Nào tính như nào? Bằng 3072 nhân 2 rồi trừ đi số đầu tiên là 3. Nào, comment thầy có kết quả có đúng bằng thầy không? À, 3072 nhân 2 bằng 6.144 trừ 3. Có đúng bằng 6.141 không ạ? Nhanh hay là rất nhanh? Tuyệt vời không các con? Bao nhiêu bạn thấy cái phương pháp này nó rất hay ạ? Nhớ nhá, từ nay trở đi các bạn sẽ có một cái phương pháp để tính tổng này bằng cách là gì? Lấy số cuối cùng tính tổng ấy nhá, nhân 2 rồi trừ số đầu là xong. Tuyệt vời không? Nhanh như chớp, đúng rồi. Thế bây giờ thầy ví dụ này. Thầy ví dụ nhá. Thầy ví dụ nó không cộng với 3072 mà nó cộng thêm với 3072 cộng với 6144 chẳng hạn thì kết quả bao nhiêu? Áp dụng cái phương pháp thầy vừa dạy, 30 giây suy nghĩ bắt đầu. Ồ, rất tốt. Để đọc những bạn sau đã có câu trả lời đúng. Hoàng Bách số 1, Bảo Uyên số 2, Huyền Ngân số 3, Tường Vi số 4, Nhật Hòa số 5, Khánh Hào số 6, Công Đạt số 7, Hạnh Phúc số 8, Thảo Nhi số 9, Hà My số 10, Tùng Lâm 11, Văn Yến 12, Hà Nguyễn Yến 12, Bảo Hân 13, Khánh Chi kiểm tra lại, Đô Đa 14, Gia Bảo 15. Tôi đang kiểm tra lại. Gia Bảo kiểm tra lại, con comment nhầm rồi. Đức Anh, ok rồi, tốt rồi. Dễ hiểu không ạ? Bao nhiêu bạn thấy cái phương pháp này nó quá phê, comment cho thầy rất phê nào. Đây, bây giờ nó gặp bài sau các bạn mới thấy sự kỳ diệu của nó này. Đây nhá, ví dụ này. Bài này nhá, S bằng 2 cộng 4 cộng 8 cộng 16 cộng 1024 đúng không? Thế thì ở chỗ này đáp án là B.
6141 đây. Nào áp dụng cách làm của thầy vừa dạy, phương pháp làm vừa dạy. Nào. Ta có S sẽ bằng gì? Nào, suy nghĩ và làm. Ba mươi giây suy nghĩ bắt đầu. Đố vào 30 giây cơ mà, làm nhanh thế. Mới có 15 giây đã xong. Đức Anh số 1, Bách số 2, Bảo Uyên số 3, Công Đạt số 4, Minh Huế số 5, Minh Tân số 6, Gia Bảo số 7, Hạnh Phúc số 8, Vi số 9, Minh Quân số 10, Nhật Hoàng 11, Bảo Anh 12, Khánh Hào 13, Khánh Chi 14, Đô Đa 15, Hà My 16, Ngọc Anh 17. Dễ hiểu không ạ? Ai nó nhân hai ta chỉ việc với số cuối là 2000 à 1024 nhân 2 rồi trừ đi số đầu tiên là trừ 2 bằng 2048 trừ 2 kết quả bằng 2046. Tuyệt vời hay rất tuyệt vời các con. Dễ hiểu chưa ạ? Rồi bài 30. Người ta biết chữ cái. À này, biểu diễn cho một chữ khác nhau, tìm chữ T. Chữ T là chữ này này. Rồi được rồi, bài 30 làm sao? Bài 31. Cái phần này thì các bạn chưa học phân số. Nhưng thôi thầy dạy theo cách vắn tắt này này. Nha. Bài này này, 1 phần 3 nhân 4 cộng 1 phần 4 nhân 5 cộng 1 phần 5 nhân 6 cộng vân vân cộng 1 phần 38 nhân 39 này. Vì các bạn chưa học phân số nhà thầy chỉ dạy mẹo thôi. Thì ta sẽ lấy 1 phần 3 này. Trừ đi cái số cuối cùng là 1 phần 39. Thì 1 phần 3 ở đây ta sẽ nhân cả tử số và mẫu số với 13 thì nó sẽ được là bằng 13 phần 39 trừ đi 1 phần 39 kết quả bằng 12 phần 39 hay bằng cùng chia cho 3 bằng 4 phần 13. Đáp án là A nhé. Rồi cái phần này tạm thời thầy bỏ bỏ qua không, nó chưa được học thì nó làm nó khó. Nào nốt bài số 3 này để các chúng ta nghỉ nhá. Nào, Anna cần điền các số và giải văn dưới đây sao cho 3 ô liên tiếp có tổng bằng 100. Hỏi cần điền số nào vào ô cuối cùng của giải văn đó. Thì làm như thế nào? Thời gian suy nghĩ 1 phút bắt đầu, cho nghĩ một tí. Ok. À, việc phải dạy cho các bạn phương pháp để làm bài này nhá. Người ta để có tổng là 100 ấy thì ta sẽ làm như này này. Ta đánh số này. 1 2 3 xong lại 1
2, 3, xong lại 1, 2, hiểu không? Thì những số nào ở vị trí số 2 thì nó bằng nhau. Ở đây là 23 thì đây cũng là 23. Số 1 là 41 thì đây là 41. Số 1 đây là 41, ta viết đây là 41. Ta thậm chí chẳng cần tính số 3, ta viết luôn số 2 đây bằng 23. Hay hay rất hay các con. Hay không? Đáp án C. Còn nếu mà tính cũng được, lấy 100 trừ đi 41 xong trừ đi 23. 41 cộng 23 bằng 64, 100 trừ 64 bằng 36. Nếu cần thì ta viết đây 36. Hiểu không ạ? Bao nhiêu bạn đã rất hiểu phần này ạ? Comment cho thầy rất hiểu nào. Vâng. Con hiểu không? Dễ hiểu không? Ok. Các bạn thấy nội dung bài học hôm nay thú vị chưa? Nào, hãy lưu lại cho thầy cái cảm xúc tuyệt vời này. Nào, bây giờ các bạn hãy viết vào đây. Nào, bấm vào trong nhóm Zalo của mình, của lớp mình. Nha, hãy viết cho thầy. Bao nhiêu bạn thấy bài học hôm nay nó quá hay, hãy viết cho thầy là bài học quá hay. Nếu còn bạn thấy nó rất hay thì viết bài học rất hay. Bạn thấy bài học nó rất tuyệt vời thì viết là bài học rất tuyệt vời. Hãy viết xuống, ghi rõ ràng. Thế Đúng ơi rồi, bài học quá tuyệt vời, tặng cho con một trái tim, bạn Ngọc Anh. thầy. Thế ơi thầy. Thầy đây Nếu con. không có Zalo Thầy thì ơi, nhưng mà em đây chỉ là như máy tính của em nên em không có nick Zalo trong vậy. nhóm Thôi được lớp. rồi, không có Zalo thì cũng không sao, không cần comment nữa nha. Đó, rồi tặng cho con Tường Vi một trái tim. Bạn thấy dễ hiểu chưa? Về nhà nhớ làm bài cho thầy nhé. Ok. Rồi, chúng ta phải nỗ lực lên để có huy chương đó chứ ạ. Huy chương thì không dành cho khán giả. Phải nỗ lực lên thì mới có kết quả thôi chứ ạ. Cuối tuần thầy sẽ gửi bài cho các con nhé. Rồi, tạm biệt các bạn. Các bạn bật bích lên. Con chào Chào thầy. các con nhé. Bye bye. Con chào thầy. Con chào thầy.